Dạ, mình chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Đông nha. Sẽ có một số hoa giấy ghép nhiều màu, tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em mình nha. Rồi, chào Đông. Rồi, chào anh Thái nha. Chào cô chú anh chị nha. Thì lời nói đầu tiên cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã ủng hộ em clip vừa rồi nha cô chú anh chị. Đó, thì hôm nay em cũng là một số cây hoa giấy rất là nhiều màu luôn. Rất là đẹp cô chú anh chị em, mong cô chú anh chị sẽ xem và ủng hộ em nha. Rồi thì địa chỉ vườn em là Tăng Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp. Thì số điện thoại cũng như số Zalo của em là 0784694419. Rồi thì để không mất thời gian của cô chú anh chị thì em lên mã số 1 nha cô chú anh chị, một cây tiểu Ấn Độ luôn. Rồi cây em đo được chiều cao là 75, tán ngang là 60. Hoành là hoành 21 luôn cô chú anh chị ơi. Một cây tiểu Ấn Độ bông rất là đẹp luôn nha. Nó đang lên búp cũng rất là nhiều luôn. Tiểu Ấn Độ mã số 1. Rồi cây mã số 1 này em xin giao lưu là giá là 400 ngàn nha cô chú anh chị. 400 ngàn mã số 1, bông búp rất là nhiều luôn cô chú anh chị ơi. Hoa rất là đậm à. Dạ. Mã số 1. Rồi tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là một cây Sakura Blycan nha cô chú anh chị. Mã số 2. Rồi cây này em đo được chiều cao nó là 60. Tán ngang là 45. Và là quanh 14. Đó. Một cây Sakura Blycan mã số 2. Rồi cây này em xin giao lưu là giá là 300 ngàn nha cô chú anh chị. 300k. Một cây Sakura Blycan đang bông full bông rất là đẹp luôn. Dạ. Rồi tiếp theo mã số 3. Số 3 là một cây cũng nhiều màu nha cô chú anh chị. Rồi cây này em đo được chiều cao là 80. Tán ngang là 60. Hoành là hoành 20 nha cô chú anh chị. Đó thì ở đây em có mã lai hồng nè. Trắng tiết, trắng lửa, hồng găng và red pizza. 5 màu nha cô chú anh chị. Rồi thì mã số 3 này em xin giao lưu là giá là 350.000. 350.000 cho một cây mã số 3. Rất là nhiều màu luôn cô chú anh chị ơi. Hoành rất là to. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 là một cây nhiều màu tiếp theo nha cô chú anh chị. Một cốt rất đẹp của anh chị. Dạ. Rồi cây này em đo được chiều cao là 1m05. Tán ngang là 60. Hoành là hoành 14 nha cô chú anh chị, hoành 14. Đó, một cây mã số 4 nha cô chú anh chị, một cây một cốt rất là đẹp luôn. Gồm có red pizza, dạ, tím tuyết, hồng tuyết. Hồng tuyết. Dạ, ba màu. Rồi cây này em xin giao lưu là giá là 380.000. 380.000 cho cây mã số 4 nha cô chú anh chị. Mã số 4 380.000. Rồi tiếp theo mã số 5. Đó, mã số 5 là một cây rất là nhiều màu luôn cô chú anh chị ơi. Cây này rất là đẹp luôn nha. Rồi cây này em đo được chiều cao nó là 1m15. Tán ngang là 75. Hoành là hoành 15 nha cô chú anh chị. Đế rất là uốn éo lắc lượng, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đó. Cây này gồm có mandarin 1, dạ, red pizza 2, hồng gân là 3. Đỏ lửa là 4. Vàng thái là 5, hồng thái là 6, trắng tiết là 7. Dạ, cây này 7 màu luôn nha cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Rồi cây này em xin giao lưu là giá là 480.000. 480.000 cho một cây mã số 5, 7 màu. Cây 7 màu, rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Đế lắc lượng luôn nha. Mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6 là một cây 3 màu lửa nha cô chú anh chị. Mã số 6. Rồi cây này em đo được chiều cao là 1m. Tán ngang là 70. Tàn tròn full búp. Dạ, hoành là hoành 12 nha cô chú anh chị. Tàn rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi, mã số 6, 3 màu lửa nha. Đang cứng búp đó chừng. Dạ. Rồi cây này em xin giao lưu là giá là 370.000. 370.000 cho cây 3 màu lửa. Búp rất là nhiều luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 7, mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 tiếp tục là một cây tiểu Ấn Độ tiếp theo nha cô chú anh chị. Bông cực kỳ là nhiều đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cây này em đo được chiều cao là 80. Tán ngang là 65. Hoành là hoành 17 nha cô chú anh chị. Đó, một cây mã số 7. Bông nói chung lên rất là đẹp, chuẩn màu nha cô chú anh chị. Rồi thì mã số 7 này em xin giao lưu là giá là 380.000. 380.000 cho một cây tiểu Ấn Độ mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8.
Mà số 8 là một cây gồm ghép pizza hồng tiết, trắng tiết, tím tiết. Dạ. Tím pháp, bên đây tím pháp nha quý anh chị. Cây này 5 màu. Rồi cái này em đã được chiều cao là 80. Tán ngang là 50. Hoành là hoành 20 luôn nha quý anh chị. Một cây 5 màu, mã số 8. Thì rất là đẹp luôn quý anh chị ạ. Thân tàn tròn. Rồi cái này em xin giao lưu là giá là 380.000. 380.000 cho một cây 5 màu. Rất là đẹp luôn, mã số 8. Rồi, tiếp theo mã số 9. Mã số 9 là một cây này em ghép là 3 màu nha quý anh chị. Gồm red pizza, tím bướm và trắng tiết nha. 3 màu. Rồi cây này em đã được chiều cao là 85. Tán ngang là 70. Hoành là hoành 14 nha quý anh chị. Hoành 14, một cây mã số 9. Đó. Tàn nói chung là rất là đẹp cô chú anh chị ơi. Đàn búp luôn. Rồi thì mã số 9 em xin giao lưu là giá là 380.000. 380.000 cho cây mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Mã số 10 là một cây em ghép 2 màu nha quý anh chị. Sakura và tím lửa. Rồi cây này em đo được chiều cao là 70, tán ngang là 45. Hoành là hoành 13. Đó, một cây 2 màu rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cây này em xin giao lưu là giá là 330.000 nha cô chú anh chị. 330.000 cho một cây mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11. Mã số 11 là một cây cành vàng lá ngọc. Cành vàng lá ngọc trắng hồng. Dạ. Một rễ. Rồi cây này em đo được chiều cao là 90. Tán ngang là 60. Hoành là hoành 17 nha cô chú anh chị. Đó. Đang bông rất là nhiều luôn. Dáng là dáng bay luôn nha cô chú anh chị. Đó. Rồi thì mã số 11 này em xin giao lưu là giá là 400.000. 400.000 cho cây mã số 11. Rồi tiếp theo mã 12. Ba màu tuyết á. Dạ, ba màu tuyết mã số 12. Rồi cái này em đo được chiều cao là 85, tán ngang là 70. Hoành là hoành 18 nha cô chú anh chị. Đó. Mã số 12, ba màu tuyết. Rồi cái này em xin giao lưu là giá là 380.000. 380.000 cho cây mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. Đó. 13 là một cây ba màu lửa nha cô chú anh chị. Phơm tròn và đang phun bông mà. Dạ. Rồi cây này em đo được chiều cao là 80. Tán ngang là 70. Hoành là hoành 20 nha cô chú anh chị. Hoành 20. Một cây ba màu lửa mã số 13. Mã số 13. Đó, cây rất là đẹp luôn. Rồi cây này em xin giao lưu là giá là 400.000 nha cô chú anh chị. 400.000 cho một cây ba màu lửa. Mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14. 14 là một cây nhiều màu tiếp theo nha cô chú anh chị. Rồi cây này em đo được chiều cao là 90, tán ngang là 65. Hoành là hoành 18 nha cô chú anh chị. Đó thì mã số 14 này có trắng malai, tím bướm, cam lửa, đỏ lửa, hồng gân. Đó, 5 6 màu dạ, anh chị. 5 màu. Rồi thì cây này mã số 14 em xin giao lưu là giá là 400.000. 400.000 cho một cây 5 màu, nhiều màu. Đó. Rồi tiếp theo. Mã số 15. Đó, màu 15 là một cây gồm 3 màu nha quý anh chị. Gồm red pizza, tím tiết và tím pháp nha. Rồi cây này em đã được chiều cao là 70. Tán ngang là 50. Hoành là hoành 18 nha cô chú anh chị. Hoành 18. Nó một cây 3 màu. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị. Mã số 15. Rồi cây này em xin giao lưu là 350.000. 350.000 cho một cây mã số 15. Rồi tiếp theo mã số 16. Đó là một cây 3 màu tiết nha cô chú anh chị. Rồi cây em đã được chiều cao là 90. Tán ngang là 70.
hoặc là quanh 18 nha. Cái này nó hơi bị lỗi nha quý anh chị. Đó, cái này nó hơi bị lỗi cái thanh. Rồi thì cây này mã số 16 em xin giao lưu là 300.000. Mã số 16 300.000. Ba màu tuyết siêu bông. Dạ, hơi bị lỗi nha quý anh chị. Rồi, tiếp theo mã số 17. Mã số 17 là một cây gồm Sakura và Red Pizza. Rồi cây này em đo được chiều cao là 70, tán ngang là 55, hoành 25 luôn nha cô chú anh chị, hoành 25. Cái này dạng lùng lực rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Rồi thì mã 16 này em xin giao lưu là giá là 380.000. Mã số 16 380.000. Mã số 17 á? Mã số 17. Dạ. Rồi tiếp theo mã số 18. Mã số 18 là một cây hồng tiết nha cô chú anh chị, một màu. Đèn kính búp luôn cô chú anh chị nha. Rồi cây này em đo được chiều cao là 70. Tán ngang là 70. Hoành là hoành 16 nha cô chú anh chị, hoành 16. Một cây hồng tiết mã số 18. Một màu. Rồi cây này em xin giao lưu là giá là 370.000. 370.000 cho một cây hồng tiết mã số 18. Rồi tiếp theo mã số 19. Mã số 19 là một cây Ấn Độ nha cô chú anh chị. Ấn Độ đổi màu. Màu. Dạ. Cây rất là cao luôn cô chú anh chị. Cây 1m30. Tán ngang là 60. Hoành là hoành 12. Rồi thì cây Ấn Độ đổi màu mã số 19 này em xin giao lưu là giá là 320.000. 320.000 cho một cây tiểu Ấn Độ. Ấn Độ. Mã số 19. Rồi tiếp theo mã số 20. Này là một cây gồm 4 màu thôi nha cô chú anh chị. Đó. 4 màu, thiếu màu cam. Rồi cây này em đo được chiều cao là 1m1. Tán ngang là 1m1 luôn. Hoành là hoành 18 nha cô chú anh chị. Nó đây em có màu đỏ, màu vàng, màu trắng và màu hồng nha cô chú anh chị. Tứ sắc à? Dạ, tứ sắc. Đó. Rồi cái này em xin giao lưu là giá là 330.000 thôi nha cô chú anh chị. 330.000 rồi một cây 4 màu. Rồi thì đây cũng là cây cuối clip nha. Em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều vì đã dành thời gian xem clip của em và cái kênh của anh Thái nha. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Rồi, hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha, vườn em đông nha.